Còn xong mấy mã rồi? Ok, thế mình nhanh thôi. Thôi để mã này tao ghi nhá. Ok không? Dạ. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ui máy thay bút đi, không không nhìn cái gì đấy, bọn kia nó test mắt. Tối về nó test mắt đây. Nào. Ôi mọi người vào lại giúp em nhá. Mệt. Hôm nay bị thất ai lần rồi, em từ sao em không dám like máy em. Đây là lần cuối cùng em like rồi. Lần cuối cùng em like cái máy của em. Từ sao không like rồi. Ôi các chị ơi vào lại giúp em với. Các chị vào lại giúp em nhá. Đồng giá 35k nhá. Cho một vài mẫu nữa. Được không? Rồi ok. Chào các chị vào lại giúp em nhá. Để không bị xem nào, bây giờ nào mọi người chia sẻ like lại giúp em đi. Sao để vậy? Không trùng với nhau á? Rồi mọi người vào lại giúp em nhá. Các chị ơi vào lại giúp em đi để ok các chị chia sẻ like giúp em nhá. Đồng giá 35.000 nha các chị, tiếp tục luôn. Chị gấm hồ, chị có thể gọi điện lại cho chị Tâm giúp em nha mọi người không ạ. Bây giờ là em đang live stream, nhiều khi em không có thể nào trả lời comment được. Ok mọi người vào lại giúp em, không bán túi đâu, chờ em đang bán quần áo mà. Đồng giá 35.000 này, vào lại live giúp em nhá để mình sell giá rẻ. Em ok ok các tất cả các chị chia sẻ like lại giúp em nhá. Áo da mình cứ từ từ đã. Mình bây giờ mình cứ phải từ từ rồi đến áo da. Bởi vì sao các chị ơi, áo da thì hàng xịn mà em sell 201 cứ từ từ. Không khác gì mà kiểu em đi em chơi làm mini game đó các chị ơi, thật sự luôn. Thật sự là bán các chị mấy trăm nghìn vẫn có khi được cả tiền triệu. Là một chuyện hết sức bình thường đúng không ạ? Đấy. Ok bây giờ sell 35.000 một cái này. Chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream một tí thôi em thật. Sau cái giờ livestream ra còn ngoài ra em chẳng làm cái gì hết đâu mọi người, thế nên là em rất là rảnh. Nên là nhiều khi em chỉ ngồi em đi soi lẫn lượt chia sẻ của mọi người thôi. Xem là ai chia sẻ livestream cho em thì em chốt, còn ngoài ra thì em không chốt. Mọi người lưu ý nhá. Rồi ok nè, chia sẻ live cho em nhá. Mã đầu tiên sẽ đồng giá 35.000. Đấy, khởi đầu lại live mới. Ok là chia sẻ like lại cũng như là mọi người vào lại giúp em nhá để em sale tiếp tục cho các chị với giá rất là rẻ luôn, được chưa ạ? Ok này, bây giờ này mã này ai lấy cái gì nhỉ? Chết rồi. Không có cái máy để ghi à? Hả? Máy em ghi á? Tiếp với mày bật máy lên đi. Rồi ok. Mã này ai lấy chốt cho em mã số 1 35.000. Mọi người lưu ý này, chỉ áp dụng những ai chia sẻ thôi, còn ngoài ra không chốt đâu. Có 35.000 một cái là các chị nghĩ em lãi cái gì ạ, đúng không ạ? Đấy, 35.000 các chị xem này. Nó cái này của nó nhá, nó là theo ạ, theo chữ A nó đẹp luôn. Cái mẫu này em lên một lần người rất là hot luôn. Đây đây. Có bị trâu không ấy nhỉ? Đây nó cho có một vài cái này luôn. Mã số 1 này. Ok, ơi rồi ơi rơi điện thoại rồi. Không phải phá nó bị trơn. Rồi mã số 1 này. Ok chút là chị Xí muội một cái. Ok vui một cái này. Huyền Hoàng ok, Hoàng Xuân Quỳnh. Rồi chị Phạm Bích Triều. Không mình chơi comment đâu. Khương Trần một cái. Ok Giàu Huỳnh một cái. Nó ok chút là chị Huyền Hào. Huyền Hào chút rồi. Nguyễn My hết mã số 1.
Em nói luôn là chỉ chốt cho những ai chia sẻ thôi. Thế nên là mọi người nhanh tay chia sẻ lên cho em đi. Có 35.000 một cái. Mẹ cha nó rẻ. Thật sự luôn đấy các chị ơi. Em đã bảo rồi. Em đã bảo rồi. Rẻ là hãy chốt đi. Em khuyên thật. Bởi vì là tính em ấy kiểu thích em sell đâu. Chứ không phải là lúc nào em có thể ngồi với em sell đâu. Thế vậy thì làm sao mà còn có thể xuất hiện ra cái loại mà xuất hiện ra cái gì là các chị ngồi canh sell của em đúng không? Thì các chị yên tâm. Em đã bảo rồi. Em thích thì em sell thôi chứ còn không biết là cái giá này có bao giờ em có thể sell lại nữa không, hay là đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng đấy. Rồi ok, đưa bút anh ơi. Đưa bút. Mã số 1 ai lấy chốt nhanh nhá. Mã 1 và kèm số điện thoại cho em này hết rồi. Hết mã 1, bây giờ mình qua mã 2 tiếp tục đồng giá tiếp tục đi để sell cho các chị giá gọi là bao rẻ luôn nhá. Ok, mã số 1 bây giờ lên các chị một cái màu mà em đã lên một lần rồi. Hôm đấy em kể chị em cách đây khoảng 1 tuần em lên mã này rồi. Nhưng mà là màu khác. Em lên cái này là bị sót một chiếc. Có nghĩa là trong nhiều khi có một cục màu nâu ấy ạ. Nhưng nó bị có một cái màu gọi là màu này người ta gọi là màu kem. Nó sót một cái em thề với chị được một điều là comment màu kem còn nhiều hơn comment màu nâu. Các chị biết cái độ hot của nó thôi đúng không ạ? Thế nên là em đã sale luôn các chị hiểu chưa? Mà cái len này của nó lại là len lông thỏ với tài chứ ạ? Len lông thỏ nha. 50.000. Ok chị này. Mã 1 50k ok chị này. Tiếp về. Lại bị tắt màn hình rồi. Mày làm kiểu gì vậy? Mày thay mật khẩu làm gì? Mày cứ tía tao ấy mặt tao vào không? Ok, làm tiếp. Rồi coi cầu lá tết đâu đấy. Rồi ok, tiếp tục cái bây giờ sẽ sale luôn nhá. Chia sẻ live stream cho em đi. Bởi vì hôm nay còn bán nhiều lắm các chị ơi. Em chào chị Vân Trần. Vâng, em có nghỉ 2 hôm ấy mà. Em nghỉ 2 hôm thôi. Làm gì mà em nghỉ lâu đâu. Mới có 2 hôm. Rồi, ok, bây giờ là 200 được chia sẻ. Bây giờ chia chốt cho các chị nhá. Đây là. Ôi, cái này mắc nhiều luôn em thề. Cái này chốt thoải mái. Cái này ha, nó phải cỡ khoảng 60 chiếc. Không em nào. Ừ, 60 thừa đúng không? Đúng rồi, mãi thừa ấy. Mà này là 8 thôi, mã 1. Đấy. Ok. Rồi bây giờ qua mã nha. Em nói thật sự các chị luôn. Đấy là cái câu chuyện có thật mà em khuyên thật. Là một các chị nên chốt luôn mã này nhá. Hôm đấy em lên đó bị sót kiểu dạng một cục cái màu nâu đúng không anh chị? Nhưng mà nó có một cái màu này. Và em bảo ai lấy màu này comment kem nhá. Em thật luôn, mã kem nó còn nhiều hơn cả mã nâu em thật. Màu trắng cứ từ từ đã, em sell cho chị mã màu này. Ai mà không thích mặc màu trắng thì mặc cho em cái màu kem. Nó là một cái màu nó kiểu dạng ngả vàng một tí. Gọi là tí gì ấy thôi, nó không có nhiều vàng quá đâu nha. Màu này nó sẽ rất là tây và mặc đặc biệt là nó sẽ rất là sáng da của mọi người, rất là nó lên rất là nhiều luôn. Các chị yên tâm nha. Đen từ từ đã, em còn lên nhiều, các chị không phải lo. Cứ từ từ đến cuối live ngồi đây canh sell với em nha. Ok nè. Ok chị Phạm Bích Triều yên tâm. Em bảo là em gửi. Rồi, các chị xem màu đẹp chưa? Màu này đẹp chưa? Mã này em sẽ sale luôn cho các chị giá là 60.000. Và chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ thôi. Còn ngoài ra là bên em sẽ không có chốt mọi người nhá. Đấy, chỉ chia sẻ live stream một tí. Em ngồi em rảnh lắm, chỉ có ngồi theo dõi comment cũng như theo dõi chia sẻ của mọi người thôi. Để xem là có ai chia sẻ live stream, ai nhiệt tình với em thì em kết bạn. Để khi mà các chị xem live stream của em thì em chắc chắn luôn là không bao giờ có hiện tượng về ẩn comment nữa. Mà mua hàng rất là nhiệt tình luôn nha. Ok, mã này đến 62 cân đổi lại mặc vừa và len lông thỏ bao đẹp luôn. Cổ đang cưa đang là cái mẫu hot nhất ở bên Hàn Quốc. Mẫu này bây giờ Việt Nam không có đâu ạ. Tất cả đều là mẫu mới em khẳng định luôn. Bởi vì những cái cổ này ở Việt Nam nó không có. Thường là ở Việt Nam thì có cổ này, cổ trên và cổ tròn thôi. Rất là ít nữa những cái cổ đang cưa như vậy. Các chị yên tâm nhá. Cái gì? Đấy. Ok, mã 1, ai lấy mã 1 chốt này. Ok, Bùi Hoa một cái, 60.000 một cái này thôi. Nhanh tay cho em nhá. Đây là mã 1 mà. À, đây là mã 2. Đây là mã số 2. Mẹ khỉ, ôi đây là mã số 2. Mã 1 đã bắt đầu ghi này. Phạm Bích Triều một cái. Mã số 2, lấy chốt nhanh cho em. Mã số 2 và kèm số lại đem luôn này. 60.000 một cái thôi, chốt nhanh cho em nhá. Ok, chị Hellbun một cái mã 1 này. Ok, chị này, đi nhanh.
Hellbull một cái chỉ có 60.000 thôi nha. Mã số 2, đây là mã số 2, comment nhanh tay cho em mã số 2 nhá. Rồi ok, tiếp theo chị Phạm Hương Trần một cái. Phạm Bích Triều. Ở đây là chốt tôi Hương Trần. Ok, là chốt tôi Hoàng Xuân Quỳnh một cái này. Hoàng Xuân Quỳnh một cái, ok chị này. Rồi luôn cho tôi Nguyễn My một cái mã số 2, sale 60.000 rất là rẻ. Mọi người ơi, quá rẻ luôn nha. Ai lấy đi nhanh tay, nhanh tay chốt cho em nha, mã số 2. Rồi ok, Đỗ Thị Huê. Anh Sarah. Đến đấy là cả, chắc anh tự ghi mã về sau nhá. Rồi ok, mã số 2 bắt đầu chốt mã 2 này. Ok, mã 2 chốt cho chị Như Quỳnh một cái mã 2. Ok chị này, Đỗ Thị Huê một cái mã 2 này. VH Lê một cái. Ok, chốt cho chị Anh Sara nói 60.000 là các chị biết không ạ? Giá quá bao rẻ luôn. Ok, chốt hai cái cho Bùi Việt Hà này. Ok chị này, mã số 2 chốt cho Nguyễn My một cái này. Ok, Trâm Thùy Lê một cái này. Chi Bảo Hà một cái mã 2. Ok chị này. Rồi tiếp tục em chốt cho chị Ca Ngọc Lê một cái mã 2. Có 60.000 à? Có 60.000 một cái thôi. Các chị nhá. Đúng rồi, cái này giống cái màu nâu. Và em nói thật, cái mã này ấy, các chị biết không? Cái này 62 cân tổ lại mặc vừa cái mã này này. Em chỉ có sót một cái thôi, em thấy lẽ đây là câu chuyện có thật. Mọi người nhá, em sót đúng một cái thôi. Nhưng mà cái comment mã kem nó còn nhiều hơn là comment mã nâu. Mà em nói thật, hôm em tiếc cực mà em không biết là ở dưới nhà nó còn màu này. Vì hàng nhà em nó xếp kiểu xếp theo màu ấy chị ạ. Chứ nó không, nó xếp theo màu. Chứ nó không phải nó xếp theo một kiểu của nó là màu này. Các chị thấy đây là nhiều khi hàng nó để lên tinh lộn xộn mà em không biết là nó có những cái màu nào. Đấy, và bây giờ mẫu này mà hiện là nó có rất là nhiều luôn, các chị chốt thoải mái cho em nhá. Ok, Hương Thúy Nguyễn một cái, ok, Trần Tú một cái này. Nguyễn Thị Bích Ngọc một cái, ok, chị nhá, mã 2 kem cho Hạnh em đi. Ok, cảm ơn chị này. Rồi Nguyễn Hương Quỳnh một cái, mã số 1 này. Ok chị này. VV một cái, ok, chị Hiên Bùi một cái này. Rồi chị Lan Trần một cái nhá. Chị ơi, 62 cân đổ lại là mặc vừa khít, trên 40 cân là mặc ok nha. Ok, chị Bùi Thương một cái mã số 2 này. Ai lấy mã 2 thì mình nhanh tay chốt hàng cho em. Em nói thật với các chị luôn một điều là có 60.000 rất là rẻ. Bình thường áo len em có gọi là không, bây giờ không tính áo phông đi ạ, bây giờ mùa đông rồi đúng không, không tính áo phông nhá, bây giờ em chỉ tính cho chị một cái áo len mông tư ghi mỏng như cái tờ giấy. Các chị mua cũng ít nhất phải 80.000 cho em, đấy là những cái chỗ người ta bán rẻ ngồi nhá. Đấy, ai lấy mã này thì nhanh tay chốt cho em nhá. Ok, chị Minh Thị một cái, ok chị này. Rồi chị Nguyễn Hiền một cái, ok, cảm ơn chị. Ok, chị Tam Muội một cái này. Ok, chị Diệp Phát một cái mã 2 này. Ai lấy mã 2 nữa không nào để em một chốt hàng cho. Có 60.000 một cái thôi, gọi là quá rẻ luôn các chị nha. 60.000 mà mẫu này đang là mẫu hot mọi người nha. Cái cổ đang cưa rất là ít người có, và hầu như em nói thật, ít người có thì các chị càng nên phải mua, vì nó không có động hàng. Ai lại muốn mình mặc một cái áo này mà lại thêm chị nào mặc nữa đúng không? Nó đợi động hàng đúng không ạ? Ok, Nguyễn Hương Kình thêm một cái, ok chị nào. Rồi mã số 2 chốt cho chị Nguyễn Huyền một cái, ok chị nhá. Quỳnh Như 2 chiếc, em chào chị Trang Nguyễn ạ. Rồi ai lấy chốt nhanh chưa chị ơi, mã đầu là 35.000 nhá. Ok, Hồ Trâm một cái này. Nào còn ai lấy nữa không? Rồi Chi Bảo Hà một cái, ôi vãi. Sophia Lê cho số điện thoại đi, nhưng không nghĩ chị nào mà không có số điện thoại em không có chốt hàng đâu. Trời ơi, đã bán này rồi mà còn ngồi chờ nhau thì số điện thoại là không ngồi chờ đâu các chị nhá. Mà còn 60.000 thôi mà. Nên các chị comment cho em số điện thoại của em đi nha. Đấy, mã số 2 ai lấy nhanh tay chốt cho em này. Mã 2 và kèm số điện thoại cho em luôn rất là rẻ. Bây giờ qua mã. Đấy, đem tên lên các chị mã màu hồng. Riêng mã này tới bến luôn em thật. Riêng mã này nhà em mà đã like thì nó khó chịu khỏi nghĩ luôn nha. Đây, ok, chốt cho em luôn này. Rất là đẹp luôn. Mã của em nó là mã số 3, đơn giản dễ mặc. Em sell 60.000 các chị mã này. Màu đen luôn luôn là cái màu. Ok, chốt cho chị Sylvia lên một cái này. Màu đen luôn là một cái màu rất là dễ mặc. Đấy, và gọi người là cái thứ đầu tiên bạn đặt lên thì các chị mà mua màu đen như vậy, đến mua nhiều như vậy mà luôn luôn lúc nào cũng đặt trong đầu. Ví dụ không có màu này thì thôi mình lấy màu đen đúng không ạ? Đấy, luôn luôn lúc nào cũng là lấy màu đen để nó dễ mặc cũng như là nhìn nó gọn người. Ai mà chẳng nghĩ thế và công nhận điều đấy là thật. Thế là các chị yên tâm mặc cái mã này lên các chị rất là gọn luôn. Vì sao ạ? Vì nó là hàng len, nó bó vào người mình chứ không phải là cái loại hàng phong rộng mà nó không bó mà nó ráng suông, nhìn nó sẽ làm người mình thô ra mình không có được đẹp nha. Ai lấy mã này comment mã 3 sale 60.
mình nhìn chất liệu là len, len lông thỏ của người ta rất là mềm và cực kỳ co giãn luôn. 62 cân đổ lại là mặc vừa mã này cho em nhá. Vừa mặc được bên trong, mặc các chị có thể mặc được ở bên ngoài, mặc mặc thoải mái, mặc bình thường về hoặc sơ vin những cái quần bò như vậy là rất là đẹp nhá. Ok Hường Candy một cái, ok chị Bảo Duy một cái mã 3 này. Em xả nhanh gọn lẹ là các chị comment nhanh tay, chỉ có 60.000 một cái này thôi. Nhanh tay thì còn mã này, chậm tay thì hết mã này mọi người nhá. Và hiện tại là mã này hiện tại là em có đúng 10 chiếc thôi. Nhanh tay chốt nhanh cho em mã số 3 mọi người nhá. Ok 4 chiếc cho chị Trâm Thủy Lê, cảm ơn chị rất là nhiều này. Đấy ai lấy mã còn. Ok tôi là chị Lê Diễm một cái này. Còn ai lấy nữa đi ạ? Còn ai lấy lên nhanh tay chốt cho em này. Mã của em nó là mã số 3 sale rẻ kịch xà rồi 60.000 một cái thôi. Không ai sale cho chị đâu ạ. Bình thường em bán áo đen ít nhất phải 70.000. Đấy là rẻ nha mọi người nhá. Ok Tú Nghi này mà hôm nay em chỉ có 60.000 một cái thôi. Nhanh tay đi, không biết khi mà em lại ngừng sale khi lại ngồi để mà tiếp. Rồi ok chị Thu Nguyễn một cái, ok chị Phương Thanh một cái này. 62 cân đổi lại mặc vừa. Đấy mặc được mùa hè các thứ được luôn nhá. Mùa hè và mùa đông chị mặc thoải mái cho em cái mã này nhá. Ok chị Lê Diễm 6 lít. Rồi Uyên Hà một cái, ok Xí Muộn một cái này. Còn chị nào nữa không nào? Rồi ok chị Hôm Xăm một cái, ok chị Thu Thủy một cái, Minh Minh Nguyễn một cái, ok chị Lớp một cái này. Anh ơi có kéo không anh ơi? Ok chị Nguyễn Hương Kình một cái, ok xong xong Nguyễn một cái, ok Hồng Diễm một cái này. Còn một cái cuối cùng được kéo anh ơi. Tưởng mình đéo. Diệp Phát ok chị hết nha. Hết mã này mình comment nhanh tay cho em đi, không mà hết đấy ạ. Có 60.000 một cái. Màu kem nó là mã gì? Màu kem nó là mã số 2 á. Màu kem là mã 2 nhỉ? Mã 2. Thật luôn đừng hỏi em, còn mã này là mã màu. Mã này là à cái màu này là mã bao nhiêu? Nó kiểu này là mã bao nhiêu ấy. Đừng bao giờ hỏi em câu đấy, em thề có chị là một điều là như hỏi không. Em không nhớ đâu mà thật. Thật không bao giờ lên một mã trong mắt là em coi như là mã này không, như kiểu chưa bao giờ lên nữa các chị không? Đấy, không nhớ. Em dám nhẹ mà. Thật luôn em dám nhẹ cực kỳ luôn đấy. Không hiểu sao vỡ được cốc với tài. Rồi ok qua mẫu. Mẫu này là mẫu số. Ui dồi, thật sự đó chỉ có một điều là màu này rất là xinh. Mã số 4 nhà em xả luôn giá là bao nhiêu tiền nào? Ui dồi 10 chiếc 70.000 một cái mã số 4 nha mọi người nha. Hàng này của nó là hàng cao cấp, hàng đẹp và cũng là cái loại, là cái loại len lông thỏ mà thực sự sờ nó rất là thích, thích nhất luôn đấy mọi người ạ. À, em thật sự luôn. Thế nên là các chị nào mà thích cái màu vàng cũng như là thích kiểu dạng dạ rồi như kiểu thích nó trẻ trung một tí hết rồi thì các chị chốt cho em mã này nhá. Em thật sự đấy, ai lấy cái mã này mà ai thích kiểu trẻ, thích tôn da này, tôn da là phải đặt cái hàng đầu cho em mã này, em khẳng định luôn. Mà các chị nhìn màu là cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy, ai lấy cái này, những chị nào mà da ngăm vẫn mặc được thoải mái cho em nhá. Mã này của em nó là mã số 4 đấy, các chị không phải kén cái mã này đâu. Mã số 4 này, ai lấy mã này chốt nhanh cho em mã số 4 mặc được quả mùa hè mùa đông luôn. Đấy tay lỡ mà cái chất liệu của nó không phải là chất liệu nóng. Các chị đừng bao giờ nhầm lẫn nha mọi người nhá. Len dày và len mông tư khi cũng như là len lông thỏ của nhà em là em có thể chi phối cho những chị nào trong miền Nam mặc thoải mái, các chị yên tâm. Rồi chốt là Lan Trần một cái, ok cảm ơn chị này. 70.000 một cái và em nói luôn là có đúng 10 chiếc cái chốt cho các chị thôi. Có lên áo gian cứ từ từ đã. Ok Thùy Trâm Lê một cái, ok chị Hoa Nguyễn một cái 4 này. Ai lấy 4 mình chốt cho anh cho em nha các chị nha. Mã 4 nhà em đang xả giá rất là rẻ, chỉ có 70.000 một cái thôi. Ok chị Thúy Hương Thúy Nguyễn một cái mã 4, ok cảm ơn chị rất là nhiều này. 10 chiếc cái chốt cho các chị biết rồi đấy ạ. Rất là rẻ cũng như là em mong rằng là ai cũng phải chốt cho em mã này nhá. Màu rất là đẹp và cực kỳ bon da luôn mà nó còn trẻ nữa chứ ạ. Ok Hoàng Chu Kỳ mà ok số phận rồi một cái mã số 4 này. Còn ai lấy mã 4 thì mình nhanh tay chốt cho em mã số 4 nha. Còn 4 cái cuối cùng. Còn 4 cái cuối cùng có 70.000 một chiếc. Quá rẻ.
có đúng 70k thôi. 70k nha. Ok, chúc cho chị Nguyễn Hương Quỳnh. Màu này ai thích kiểu trẻ và tôn da thì em khuyên thật là lấy màu này cho em đi ạ. Ngồi chờ ai. Ok, Quỳnh Như một cái đây. Rồi, mã số 2 em không nhớ đâu. Ok, chị Ngọc Thanh một cái với cả em đã sale giá rẻ rồi em không lên lại đâu ạ. Rồi, ok, chị Thanh Nguyễn một cái này. Em không có ngồi mà em chờ các chị rồi. Thế mà chị ngồi suy nghĩ rồi sao em lên được đến cả mã số 4 rồi, bảo là em lên lại mã số 3 là không lên đâu. Mà em không có chốt lại đâu ạ. Chị ơi, 62kg rồi lại mặc vừa và len lông thỏ rất là đẹp nhá. Ok, chúc ta chị Nguyễn Ngọc Nga một cái này. Ok, chị Phương Gia một cái. Ok, chị Minh Thi một cái 4 này. Ai lấy 4 nữa không ạ? Mình chốt nhanh thôi em. Mã 4 có 6 có 70 nghìn một cái thôi, 60 nghìn thì chết em. Đây nhá. Em cho xin cốc nước anh ạ. Anh kia bên lấy cốc nước anh kia bên. Kim Anh Nguyễn một cái 4, ok chị này. Ê là các chị đừng có suy nghĩ nha. Suy nghĩ thì không bao giờ có chuyện lên lại đâu. Đấy khi tiếc kìa. Bởi vì là mình á, kiểu thích đấy. Cỡ khoảng 70% mà thích được còn 30% lại ngồi suy nghĩ thì không còn nữa. Thật đấy. Ok, Trang Vũ hết. Qua mã này sẽ lên các chị một cái mã áo da nhá. Ui mẹ, áo da có 2 chiếc. Khổ tầm. Ê ui, thật á. Sao là vậy nhỉ? Không lên màu đen đâu mắt à? Ê vậy thì em cứ lên màu đen thôi. Làm mày ơi, xong kiếm hợp mình. Nào. Vết mắt đi. Ok, Trọng Linh một cái 4. Rồi có lên màu đen nha. Lên đó chị cái màu đen này. Sau đó em sẽ lên các chị một cái màu màu này là màu xanh than, nó cũng gần đen nhá. Thật đó các chị tìm đơn màu đen phê cực. Nó khó nhìn ý ạ. Thế tí nữa ngồi tìm comment á. Tại sao lại bị ẩn comment được nhỉ? Này. Này em bảo này, không ai ngồi đọc chữ à? Có bị khớp chứ. Nguyên Kiều một cái 4, ok chị. Ủa may nhé. Không đọc đi. Này. Anh Tiếp ơi. Anh Tiếp ơi, hay là ngày mai không live stream em ngồi em ghi số điện thoại nhá, đọc tên nhá. Anh đây nhá. Chim lợn mày lên like. Rồi ok, mã này màu đen này. Mã này rất là đơn giản và đẹp luôn. Sale luôn mã này có 60 nghìn thôi nhá. Mã này của em nó là mã số mấy rồi quên rồi. Mã này mã bao nhiêu nhỉ? Chuyên đời quên mã. Mã số 5 60 nghìn ạ. Mã số 5 60 nghìn và kèm số điện thoại cho em luôn này. Mã số 5 60k. Mã này rất là đơn giản và đẹp luôn. Các chị mặc cho em thôi, đơn giản như vậy thôi này. Đấy, một cái quần gọi là quần bò như vậy nó có sáng màu một tí nhá. Mà các chị mặc cái kiểu như vậy thì thật sự chị có một điều là rất là đẹp luôn nha. Đấy, ai lấy mã này thì mình nhanh tay chốt cho em mã số 5 sale 60.000. Mã này rất là đẹp và chất liệu của nó là chất liệu len mông tơ ghi hàng Quảng Châu 100% luôn. Không bao giờ nhà em động chạm đến cái hàng Việt Nam. Nên các chị yên tâm nhá, không phải lo là mình phải mua những cái hàng kiểu dạng hàng xưởng ra. Cái chất liệu vải của nó không đẹp, em mọi người yên tâm một điều như vậy là em lúc nào cũng bán hàng Quảng Châu các chị. Và là hàng đẹp. Cả kể nó có rẻ, gọi là rẻ thối chăng nữa mà mọi người bảo rẻ như bèo nhưng vẫn phải đẹp. Yên tâm. Gọi là cái nhu cầu mà để hàng đẹp thì luôn là luôn luôn em đặt lên hàng đầu nhá. Chất lượng cũng hàng đặt lên hàng đầu, các chị yên tâm. Nguyễn Mỹ một cái, ok. Bảo Di một cái này. Ok, Thanh Chỉ Ta một cái. Trâm Thùy Lê một cái, ok. Chị mã số 5 nha. Rồi ok, cho ta chị Tuyết Mai một cái. Ok chị ơi, 5 lít Tuyết Mai một cái, ok. Chị Loan Nguyễn 2 chiếc này, ok. Chị Minh Nguyễn một cái, ok. Diễm Lê một cái này, rồi ok. Chị Ni Trần một cái, cảm ơn chị này. Bùi Thương một cái, ok. Chị nào lấy đi chốt nhanh cho em mã số 2 có 60.000. Rồi còn ai lấy nữa không nào, chốt nhanh cho em mã số 2 nhá. Mã số 2 60k và kèm số điện thoại cho em luôn, quá rẻ luôn. Rồi chị Uyên Hà một cái này. Rồi chị Nguyễn Hương Huỳnh 50.000. À 60.000 ạ, nhầm ạ. Xin lỗi ạ. Xin lỗi. Rồi. Áo em đâu không có chị ơi, áo mặc lâu lắm rồi.
Địa chỉ cửa hàng ở đâu chị ơi? Em ở 56 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lê Bình. Còn ai lấy 35 nữa không nào? Nào đây em chốt hàng thôi nha. Ok Phương Thanh một cái 35, ok cảm ơn chị rất là nhiều. Mã này các chị mặc trơn cho em thôi nhá. Không nhất thiết nếu chị nào mà không có những cái gì để mặc bên trong thì các chị mặc mã này. Còn không thì em khuyên thật là mặc trơn nên nhìn cho nó trẻ trung mà nhìn cho nó kiểu đơn giản nha mọi người nhá. Đơn giản luôn luôn lúc nào cũng là đẹp. Nha mọi người nhá, yên tâm đơn giản luôn luôn lúc là cái mẫu rất là đẹp luôn mà các chị mặc lên kiểu nhìn nó cứ thanh mảnh này đẹp gì ấy, nhiều khi không cần phải màu nghè quá gì cả nhá. Ok Kim Anh Nguyễn một cái, ok Ngân Hòa một cái, ok chị Minh Thi một cái, chốt cho chị luôn này. Nào ai lấy cái gì nhanh tay chốt cho em nhá. Mã số 5 mà hiện tại là nhà em còn có 5 cái cuối cùng thôi là hết. Mã 5 60.000 thôi. Rất là rẻ đúng không ạ? Mã 5 60k mà là hàng Quảng Châu chứ là hàng Quảng Châu không đời nào ai bảo là các chị giá này đâu ngoài nhà em. Đi quanh đi quẩn lại không một mình nhà em bán thôi. Ok Trần Ngọc Ánh một cái. Ok chị này. Rồi chị Thi Trương một cái. À Thu Trương một cái này. Đúng rồi em ở Thái Bình chị ơi. Ở Trần Hưng Đạo nhá. Chị có thể qua nhà em lấy hàng. Mà nhà em cũng có cửa hàng luôn và chuẩn bị sẽ có một cơ sở khai trương ra chị bán cái hàng này không? Để các chị chốt. À để các chị vào mua thoải mái không nhất và không phải chọn live stream nữa. Nhưng mà chỉ có chị nào ở Thái Bình thôi nhá. Mà giá ơi thật chỉ có mấy chục nghìn thôi. Tiếp à? Sao vậy Tiếp? Làm sao bực? Trọng Linh một cái, ok Nguyễn Giao một cái này. Sao cái nãy tao nghe đấy thằng nào bảo là mày không phải ghi tao tự nhớ ấy. Thằng chim lợn nào nói ấy. Ok Hạnh Huỳnh này. Ôi bố chim lợn. Còn hai cái mã 5 này. Mai Quỳnh ơi chị đừng chấm bài của em. Trời còn hai cái. Ai lại like lại hai cái làm gì? Các chị lại mất thời gian của nhau ra đúng không? Thôi thì lấy nốt luôn cho em đi để em còn còn qua mẫu nào. À, chị ơi em ở 56 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Đấy ngay cái đường trung tâm người ta bán quần áo đấy. Đấy. Rồi ok chị Tuyết Minh một cái. Cảm ơn chị này. Còn ai lấy nó không chốt cho em này, em còn một cái nữa thôi. Còn một cái cuối cùng là hết mã này mọi người nhá. Hết không còn đâu, không còn mã này để lên nữa đâu. Rồi ok chị Quyên Nguyên có đơn chưa? Quyên Nguyên có đơn chưa? Quyên rồi còn ai lấy mã 5 nữa không? Mã số 4 hết rồi. Mà mã 4 là mã nào vậy? Lại không nhớ luôn. Em bảo rồi em không chốt lại đâu. Xỉ và lẻ bằng nhau đúng rồi. Ok Hạnh Dần cảm ơn chị. Hết. Rồi qua mã. Này, làm gì đã phải lên mã vàng rồi bị bu đà. Phải mã này này. Mày trộn lẫn mẹ đi. Tạp nham mày. Mày bảo ai bị điên đấy? Chúng mày đúng không? Chim lợn tìm nơi đi. Đúng rồi, có nhiều hơn nữa trong nữa thì nhé em vẫn đã vậy bởi vì là nhà đã sale rồi mà. Rồi tiếp tục qua mẫu sale luôn mẫu này cho ai có may nhanh tay 60.000 mã này. Cho mọi người nhá, 60.000 hiện tại là cái con nãy là em bán chiêu thôi, thực ra chất lại em phải bán là 60.000. Không có giá đâu ạ, không có giá 35.000 này đâu, đấy là tri ân với các chị đâu nhá. Mã số 6 sale luôn cho ai có may nhanh tay. Mã số 6 xả giá là 60.000 một cái. Mã 6 nha các chị nha, 60k. Em nói thật các chị có một điều là cái này là của nhà em là hàng đẹp. Hàng này bình thường ngoài chợ nó có bán ấy ạ. Nhưng không ai bán giá trị 60.000 đâu. Mà ít nhất phải 150 cho em. Bởi cái này của nó là len mông tư ghi đẹp của em nhá mọi người nhá. Em thấy chị nha, em thấy chị Phù Thủy Tí Hon. Rồi ai lấy mã này comment 60.000 thôi ạ. Rất là rẻ. Khuyên thật các chị nên lấy cho em một cái màu trắng. Trắng thì trắng cứ cho mình 1 đến 2 cái màu trắng mà để mặc bên trong. Hoặc là mặc ngoài bình thường để cho nó đẹp mọi người nhá. Em thật ai mà có một cái màu trắng ai các chị cứ chọn em một cái màu trắng bất kỳ đi ạ. Để cho có màu trắng ở trong nhà nhiều khi nó dễ phối đồ. Màu trắng dễ lắm, dễ phối đồ màu đen cơ. Ok Hiếu Cảnh một cái này. Tuyết Mai là tất cả các màu mè, ví dụ màu xanh các thứ đều hợp màu trắng luôn. Ok chị Diệp Phát một cái đi các chị ơi. Không ngắn một tí nào cả nha. Ok chị Thủy Trâm Lê hai chiếc. Hàng là hàng cao cấp nhà em nhá.
Rồi ok, chị nào lấy 6 chốt 6 này. Ok, chốt cho chị Hồng Diễm 2 chiếc 6 này. Hả? À? Ok, đây là chữ A mà. Ơ, không chấp nhận được đấy. Quyên nghĩ một cái. Ok, chị Minh Minh Nguyễn một cái 6 này. Có ai lấy nữa không nào? Ok, chị Lương Bi một cái. Ok, chị Xuyên Phương một cái này. Nguyễn Mỹ một cái. BBB một chiếc. Ok, chị này. Đào Thị Thu Hương. Ok, chị. Rồi, tiếp tục em cho chị Ngân Hoàng một cái này. Ngân Hoàng một cái. Ok, chị Ni Trần một cái này. Cho còn 2 cái cuối cùng. Còn 2 cái cuối cùng là hết. Giá là 60 nghìn rồi, thật đấy ạ. Rồi. Không có dồn đơn hồi trưa đâu chị ơi. Nhung Tuấn một cái và Nguyễn Hương Quỳnh dồn 2 cái. Em chỉ có hôm đơn tối nay. Các chị có đơn thì em dồn thôi. Ba mẫu. Rồi mã tiếp theo mọi người xem mệt chưa? Giống y hệt cái màu mã. Mã một kem nhá. Mã này em xem luôn, còn đúng 5 chiếc sale 70k nhá. Mã của em nó là mã số 7 70k và kèm phiếu nặng cho em luôn này. Mã 7 70.000 mặc cái này lên siêu tôn da luôn. Cả kể các chị nào da vẫn mật vẫn chốt được cho em mã này. Nha mọi người nha, vì căn bản là màu này nó không có kén da ai đâu, em nói thật đấy ạ. Thế các chị yên tâm chốt thẳng mã này cho em. Mã của em nó là mã số 7, sale luôn là 70.000 cho các chị nha. Lên mã nào thì em lên luôn cái giá đấy đấy các chị. Nha mọi người nha, có đúng 5 chiếc cái chốt được các chị thôi. Nhanh tay chốt cho em luôn này. Lên màu da đi, em vừa lên bao nhiêu cái màu da xong. Rồi cái mã này 62 cân đổ lại mặc vừa nhá. Cổ răng cương là cổ hot này mọi người này. Đấy, ai lấy chốt nhanh này, mã số 7. Mã 7 và kèm số điện thoại cho em nhá. Quá rẻ luôn. Mã số 7 có 70.000 một cái, chung rất là đẹp. Cái màu của nó thật sự. Các chị cũng biết đâu, nhìn cái ngoài á, cái màu nó các chị mê luôn. Em thề, màu á chị phải sờ cơ. Chất này nó đẹp. Cái màu của nó thì lại đẹp. Còn gì bằng hơn là không chốt hàng đi ạ, mã số 7. Nha các chị nha, ai lấy mã 7 nhanh tay chốt cho em có 70.000 một cái thôi. Mã và kèm số điện thoại cho em luôn đi để em chốt nhanh. Nhanh còn gì sớm. Tiếp tục này. Mã 7 chốt cho chị Nguyễn Hương Quỳnh một cái 7 này. Có 70.000 một cái, quá rẻ luôn. Bình thường em bán 80-90 nghìn không, bây giờ hàng đắt rồi, có phải là hàng cũng mà sale ngày xưa mà cái đồng giá 5 mình, các chị nhớ không được đấy không, làm gì còn nữa. Nhưng mà thật bây giờ em bán 60 nghìn đến 70 nghìn là rẻ rồi á. Ok, VV một cái. Ok, Nguyễn Thị Phượng một cái. Ok chị này. Rồi mã 73 chiếc. Ok, tức là chị Love. Ok, cảm ơn chị. Rồi ai lấy mã 7 nữa không nào, em còn có một cái cuối cùng. 7 em còn một cái thôi, không còn nhiều đâu. Mã số 7 không có một cái. Ai lấy mã 7 chốt nhanh cho em mã 7 nhá. Mã số 7 và kèm hướng lại cho em luôn. Đúng rồi, khác nhau mà. Cái màu kem thì nó còn nhiều nên em sale rẻ. Còn thực chất là mã này có 5 cái thì em sale bằng này là thực sự chị luôn rồi. Em may là không sale 80.000 là phải hết. Ok, chị Hoài Nguyễn một cái này. Lần thuận mua vừa bán chị em mình vui. Tiếp tục này. Mã tiếp theo. Quá xinh luôn, các chị xem đẹp chưa này. Màu xanh nước biển. Chị nào mà chưa có cái màu độc và lạ và đẹp như vậy thì em xin phép nói luôn cái giá cho chị chốt này. Mã này 70.000. Mã số 8 70k và kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Sale nhanh. Sale nhanh luôn nha. Mã số 8 này. Ai lấy mã này mình chốt nhanh luôn em. Mã số 8 và kèm nút lại cho em nhá. Cái này các chị mặc được mùa hè thoải mái cho em. Và những chị nào ở trong miền Nam vẫn mặc được nhá. Đừng bao giờ nghĩ cái mã này ở trong miền Nam không mặc được nhá. Đấy, mã số 8 này. Ok, chị Hiếu Cảnh một cái 8 này. Ok, chị Chi Bảo Hào một cái 8 này. Mã này rất là đẹp luôn. Cái màu nó siêu tôn da. Đấy nhá, 70.000. Ai lấy mã 8 chốt nhanh cho em 62 cân đổi lại mặc vừa nhá. Trên kệ xem đi em rồi. Ok, ai đi cái mã nào không được. Em rất cái gì cũng có thể lên được. Ok, chị Minh Cao một cái. Ok, chị Diệp Phát một cái. Ok, chị này. Rồi chị nào đúng không ạ? Em cảm ơn chị Ngân Hoàng nha. Các chị yên tâm đấy chú ạ. Hai cái áo 80k thôi rất là đẹp rồi. Đúng không? Thế bây giờ mà em bán những cái hàng này, các chị yên tâm lúc nào cũng là hàng đẹp. Không hàng linh tinh đâu. Ok, Tuyết Minh một cái. Ok, Sophia Lê một cái. Ok, Trọng Lê một cái này. Ok, chị Quyên Nguyễn một cái đấy. Có 70.000 một cái. Thoa đỗ có đơn. Ok, cho số điện thoại lại giúp em để nhìn. Nhân viên chốt lại nha. Rồi ok, Nguyễn Hương Quỳnh hết. Hết ba này. Quá rẻ luôn. Quá là đẹp rồi.
Qua mà. Chị ơi, giá sẽ là theo tùy sản phẩm nhá. Rồi mã này này, trời ơi, màu rất là đẹp luôn. Đó. Chị ơi, màu này cực kỳ là tây, vì các bạn là màu nó đã tây sẵn rồi. Rồi nhá, mã này là mã số 9 CO 70.000, mã 970k và kèm xuống lại cho em luôn nè. Chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream để biết được cái giá ưu đãi thì thôi. Ngoài ra thì bây giờ chắc là có khoảng một ít thôi là em đã phải sell 90.000 một cái rồi. Còn là đồng giá 90.000 luôn, không có cái giá 70.000 đấy các chị đâu, 70.000 đâu, còn rẻ chán rồi đấy ạ. Rồi mã số 9 sell 70.000 chị xem này, hàng có phải co giãn như thế này thì chốt nhá, nhưng đừng bao giờ mua hàng co giãn nhưng nó phải không nhão. Hàng co giãn mà các chị để mà các chị mặc tay như thế này nhá, mà khi các chị cởi áo ra cái áo tay áo lại như thế này thì em thật phí tiền mua muộn gì ạ. Nhưng hàng nghe các chị xem này, kéo ra sau nữa thì khi mà các chị thu về nó vẫn như vậy. Thế nên là các chị mặc cây chăng nữa hay là các chị càng giặt thì nó sẽ càng co, không phải lo nhá. Mã số 9 và kèm số lại cho em luôn 70.000, hàng không ngắn một tí nào luôn nhá. Hàng ok, tức là chị Chi bảo hàng một cái này ok, chốt Châm Thủy Lê một cái 9, ai lấy 9 chốt anh cho em cứ giá 70.000 thôi, giá em bao này toàn quốc luôn, không ai có cái giá này đúng không ạ. Ok, chốt cho chị Thu Thủy chốt mã này rồi. Ok, cảm ơn chị. Rồi có chị nào lấy đi chốt nhanh cho em mã số 9 này, có 70.000 một cái thôi là các chị đã đúng mua được cái màu gọi là màu mắt đẹp rồi, màu là cực kỳ tây luôn nha. Ok, Thu Trang một cái này, ok Nguyễn Hương Quỳnh ba cái, ok chị luôn này. Rồi Bùi Hải Đường một cái này, Hoàng Kim Dung một cái, Kim Anh Nguyễn một cái, ok chị nhá. Rồi chốt cho chị Nguyễn Mỹ một cái, ok cảm ơn chị này. Nguyễn Mỹ ok, chị Quyên Nguyễn một cái này, Hoàng Kim Dung một chiếc, ok chị Lan Huỳnh một cái, ok chị Lan Trần một cái này. Rồi ok chị An Nhiên một cái này, ok chị Hoàng Kim Dung, rồi ok chị Thu Trần, Thu Trang và chị Đặng Trang hết ạ. Hết mã này nhá mọi người nhá, có 70.000 một cái quá này. Bây giờ các chị thích màu hồng không? Em lên màu hồng luôn nhá. Màu xinh cực. Mã này các chị phải chia sẻ lại cho em. Em sẽ sale với giá rất là rẻ luôn. Và thôi từ từ mình lên màu đen đấy nhá. Mình lên màu đen thì phải lên màu hồng. Không lo. Cứ lên từ từ. Rồi mã số 10 em sale luôn cho ai comment nhanh tay này. Cơ chiều rồi em bán được, cơ sáng thì em còn bán được 70k. Bây giờ em sale luôn được 60.000 nhá. Mã số 10 em sale. Mã số 10 cái này nó là dáng công sở. Các chị có thể sơ vin được hay là mặc cái quần bò như vậy mặc đi làm vô tư. Ngoài nha, bởi vì sao các chị nhìn xem này. Cái form dáng của nó nhìn nó rất là lịch sự. Mọi người nhá, thế là đi chơi đi làm các thứ thoải mái cho em, không phải lo cái vấn đề là cái này chỉ mặc được ở nhà hay làm sao cả. Mặc đi làm thoải mái cho em, các chị nhìn form này. Đấy, mà để cái tay của nó mới thật, nhìn nó rất là công sở đẹp luôn, mà sao em mới thích những cái kiểu như vậy. Thật sự nhìn nó rất đẹp các chị ạ, mà nhìn nó lịch sự hẳn lên ấy. Mà không nhất thế là cần phải mặc cái mình cái áo có cổ, mặc đen xì như vậy thôi, sơ vin thôi em thật. Có cái chân váy zip mà thì rất là đẹp luôn. Mã số 10 em sell 60k, chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ thôi. Hôm nay là có một ít thì để mình sell nốt nha. Ok, cho là chị Sophia Lê một cái mã 10 này. Ok chị ơi, 60.000 một cái này thôi, rất là rẻ phải đúng không ạ? Đây còn bằng này nữa là hết này. Còn bằng này tôi là em đã chấm dứt mã số 10, không có lên nữa đâu nha mọi người nha. Để còn một ít thì em sell nốt 60k để các chị chốt thôi ạ. Diễm Cô Đai có đơn không? Ok, chốt Diễm Cô Đai này. Chim ok, Nguyễn My một cái, ok chị này. Rồi chị Quyên Nguyễn một cái, ok chị nhá. Rồi mã 6 em không có chốt lại đâu, đừng có comment lại em gì cả. Rồi ai lấy mã 10 chốt này, ok Trần Ngọc Ánh một cái mã 10, ok chị này. Quá xinh luôn, form là kiểu form công sở thì rất là nhìn rất là lịch sự luôn các chị ạ. Ok chị Trần Mai một cái này, ok chị này. Thùy Trâm Lê một cái, ok chị mã số 10. Rồi ok Nguyễn Hương Quỳnh rồi một cái 10. Ok chị còn hai cái 10 cuối cùng là hết. Hết mã 10 sale giá 60k nhá, hai cái thôi là hết rồi. Hồ Trâm một cái, Trần Mai một cái, ok chị. Nguyễn Mỹ Hiên Mùi Đặng Trang, ok chị.
Ok, đỗ chị Huê Vi Hoàng. Ok chị luôn, còn ai lấy nữa? Mùi mô tô không có dư là em làm chút được. Thiên Bùi một cái, ok chị. Thừa. Đây. Mã này bị thừa này, mã số 11. Mã số 11 ai lấy chốt nhanh cho em nhá. 11 em xả giá là có 7.000 thôi. Mã 11 70k, cái này là còn thừa khoảng cỡ 4 cái. Thừa khoảng 4 cái mọi người nhá, thế là em lên nốt. Mã 11 ai lấy chốt nhanh cho em. 11 và kèm khuyến mại cho em luôn này. Chỉ có 70.000 một cái thôi các chị gái à. Chốt nhanh cho em nhá, 11 70k và kèm khuyến mại rất là đẹp luôn. Mà cái màu nó được sẽ rất là thích luôn các chị ạ. Thề. Sao thích cái màu phải biết. Cuối live em sẽ lên áo da nhá. Mọi người nhá, bởi vì em muốn là một phát lên len thôi chứ không có kiểu nửa len không tí mình lại len lên mấy cái linh tinh các thứ. Thôi thì mình đã lên thì lên một loạt luôn cho nó hết nhá. Sau đó thì một lát nữa em sẽ lên áo da các chị nhá. Thì các chị giờ mà ngóng cái đợt cuối live đi. Cỡ nửa tiếng thôi ạ. Ok chị Lan Bùi một cái. Ok chị này. Phương Thanh ạ, Phương Thanh có đơn không biết. Mùi mô tô cứ cho em lại số điện thoại đi à. Để em gộp đơn nó dễ. Ok Lê Vân một cái, Tạ Tiền một cái, hết mã 11 nhá. Qua mã. Màu này giống như kiểu dạng màu quả trứng gà ấy. Chà vãi. Thật luôn. Mắc giống màu trứng gà này. Màu quả trứng gà ấy. Rồi ok, mã này sell nốt 70k nhá, có 10 chiếc thôi. Mã tiếp theo là mã số 12 70.000. Mã 12 70k và kèm số điện thoại này. Chỉ áp dụng nó như ai chia sẻ thôi các chị yên tâm. Màu rất là xinh luôn. Đấy, màu này là màu vàng nghệ các chị nhá. Thì nó y cái màu kiểu quả trứng gà ấy. Chắc chị nào nhìn cái đấy chắc biết. Rồi mã số 12 này. Mã 12 và kèm số điện thoại cho em luôn, tay lỡ nhá. Tất cả các chị ở trong miền Nam hay là miền Bắc mặc thoải mái cho em. Bây giờ thì mặc cái mã này vô tư nhá. Đấy, hay là cả cái mùa hè các chị mặc cũng ok. Vì nó là len len lông thỏ mà cái loại len không phải là len len quá là dày các chị nhá. Len dày mà nó không có được đâu. Nhà em không có lấy loại len len dày đâu. Là cái nào mà len dày thì em phải nói các chị mà hầu như là nó không có len dày quá đâu các chị ạ. Gọi là thoải mái thì các chị mặc được có 70.000 một cái. Siêu co giãn luôn các chị em thật. Hàng nghe em cũng các chị không phải nghĩ luôn nhưng mà nó không có bị nhão. Bị nhão mà co giãn rồi bị nhão thì mua làm gì cũng quá chị nhìn thế này. Đấy gọi là thoải mái không? Thoải mái. Cái này là 62 cân đổi lại mặc vừa cho em nhá. Rất là xinh này. Màu này đẹp mà nó lại còn tôn da không kén người mặc nữa nha. Ok cho là chị Ni Trần một cái này. Ok cho là Nguyễn Hương Phương Quỳnh hai chiếc. Ok chị này. Rồi ai lấy mã này thì nhanh tay chốt cho em đây nào. Màu này quá xinh luôn. Màu này khuyên các chị nên chốt đấy ạ. Ôi. Này các chị xem hàng đẹp chưa? Hàng này hàng xuất này. Ok Thủy Ngọc một cái chốt cho chị này. Thì một cái 12. Rồi mã này em sell nốt 50k nhá. 50k một cái màu trắng cho nó hết đi, còn một ít thôi không có nhiều đâu ạ. Mã của em nó là mã số 12. 13. 13 ai lấy chốt nhanh cho em mã số 13 nhá, xả nhanh. 50.000 một cái. 13 các chị xem này, cổ tim rất là đẹp. 13. Mã 13 và kèm số lại cho em luôn nhá. Màu hồng sau lưng đi chị, màu hồng là chị em không lên đâu, em sắp nghỉ live rồi. 13. 12 vẫn còn, chị nào lấy chốt.
Hả? Mà bà cái này chị ok còn 50 một cái thôi. Mười ba ok, chút là chị Lan Bùi này. Lan Bùi hai cái ok chị. Rồi ok em chút là chị Home Shop một cái, Trâm Thủy Lê hai chiếc ok chị này. Rồi chút là chị An Nhiên một cái này. Phan Mix ha một cái mã số 12. Hana Võ một cái ok, Tuyết Minh một cái, Huyền Hà một cái. Rồi chị nào lấy ra chốt nhanh cho em nhá. Có 50.000 một cái. Ok Lê Cẩm Tú một cái này, ok chị này. Lan Huỳnh một cái, ok chị. Được chứ thoải mái. Ok ngoài một cái, ok chị Phương Trần một cái thôi, chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Ok chị Thô Phạm Tú một cái, ok chị là 40 cân thoải mái. Gần giống người em là làm được. Rồi 12 chút lên mua một cái ok chị này. Mà mã tiếp theo là mã số 14 ạ. Mã 14 em xả luôn 70k có một ít thôi. 14 70k và kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Ai nhanh tay là sẽ chốt được cái mã này. Đấy 14 70k. Mã số 14 ạ, mã 14 70k và kèm số điện thoại này. Đấy cái màu này cực kỳ đẹp lắm mà là con cổ thuyền nữa dạ, 14. Có một ít thôi, không có nhiều đâu mọi người nhá. Chị ơi em lên từng mã sẽ báo giá nhé. Ok chị Lương Bi một cái này. Lê Vân một cái, ok Trâm Thủy Lê một cái này. Chị ơi em đọc tên là chút hàng, chút hàng. Ok chị Út Ráng một cái. Nguyễn Hương Quỳnh một cái. Người Thương một cái. Thương Thương một cái á. Sophia Lê một cái. Thương Thủy Nguyễn một cái. Loan Nguyễn một cái hết. Mã số 15 70.000. Mã 15 70k và kèm số điện thoại có đúng 10 chiếc. 15 70k và kèm số điện thoại này. Chị xem đẹp chưa? 15 70.000 nhá, tay lỡ vi sinh luôn đấy. Tay lỡ này. Đấy ai lấy chốt tay que mã số 15. 15 và kèm số điện thoại này chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ thôi. Đứng tiếp màu gì? Không biết, không biết. Đang từ đang độ não lên rồi. Lấy tạm cho nhất ai đấy. Sau ngày mai lên đây em trả lấy cho. Em tìm được 15 một kích. Mẹ thằng chim lợn này. Ok chị Lan Bùi một cái là tao thích gì đâu. Đẹp này. Tìm đơn đi xạo chó. Ok 4 cái cho Thu Nguyễn ok chị. Dạ. Vâng ạ. Em lại nốt mấy áo da em nghỉ. Đây này áo da nó bằng ngày thôi này. Còn hơn là em like cái này ok. Ok chị đi chặt một cái á.
Em đã bảo rồi chất thập. Anh ơi, em bảo là chất thập cẩm châu trộn lên tìm đi. Em thật đấy. Bỏ qua. Ok, Nguyễn Hương Quỳnh. Ôi. Không có đổi đâu chị ơi. Một là lấy, hai là em hủy đơn. Em không có ngồi em đổi làm gì cả. Bây giờ đã là cuối live rồi, có phải là còn sớm gì đâu nữa. Mà có ngày còn sớm em không bao giờ em đổi. Các chị mua hàng ở đấy bao giờ đã bao giờ em đổi lên một khách rồi nhé. Đổi khách nào ấy mày. Bên em hôm nay gọi điện cũng được một ít, không nhiều lắm. Không biết là ngày mai ai gọi điện đấy. Ok này. Qua ngày nào á? Ok, cái này là size M nhá, 210.000 một cái áo da. Đồng giá luôn. Comment mã 16, size M dài có 58 cân. Size M dài có 58 cân này. Đấy, theo thùa cách thứ linh tinh nhá. Đấy, ai lấy chốt nhanh cho em này. Mã này của em nó là mã số 16. Mã 16 sale luôn 210.000. Mã 16 210 và kèm số điện thoại cho em nhá. Comment nhanh cho em này. Mà cái chất da của nó các chị yên tâm đi. Các chị mua rồi thì biết đấy ạ. Luôn luôn lúc nào cũng dục em lao. Em thật luôn, 10 like các bạn cả. Kèm 10 like đều bảo đây áo da hết. Đấy, bây giờ có này. Comment nhưng mà cái kiểu này nó sẽ đẹp hơn cái kiểu đó trước, bởi vì là kiểu này nó sẽ không đơn giản. Cái chất da này cũng đẹp ngang nhau đấy các chị ạ. Đấy, ai lấy mã này chốt nhanh cho em này. Mã của em nó là mã 16 nhá. Mã 16 và kèm số điện thoại ạ. Này không có màu đen à mày? Úi giời. Mẹ ơi. Không có màu khác đâu, chị nào lấy chốt nhanh em không có thời gian lên lại đâu. Do vì căn bản là bây giờ cũng khá là muộn rồi.